Thưa quý vị, xác định rõ vai trò của việc chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết số 05/2021 về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng hoàn thành cơ bản chuyển đổi số, hình thành thành phố thông minh thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, thương mại điện tử của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, vai trò dẫn dắt của những doanh nghiệp tiên phong, nhất là các doanh nghiệp công nghệ là không hề nhỏ. Trong nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Toàn cầu Xanh Đà Nẵng là một trong những đơn vị thường xuyên đồng hành, hỗ trợ, hợp tác cùng thành phố, trực tiếp là Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, cũng như nhiều sở ban ngành triển khai thành công nhiều dự án trong lĩnh vực tư vấn, phát triển các hệ thống công nghệ thông tin, đòi hỏi hàm lượng chất xám và độ phức tạp cao, mang lại nhiều hiệu quả cho chính quyền và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Nhiều sản phẩm dịch vụ đã mang lại những đóng góp thiết thực trong tiến trình Đà Nẵng xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Thì chúng tôi cũng đã triển khai thành công cái kho dữ liệu dùng chung của thành phố Đà Nẵng và lại một lần nữa cũng đã được cái sự ghi nhận của Bộ Thông tin Truyền thông với cái giải thưởng chuyển đổi số năm 2021. Dữ liệu chính là cái câu chuyện để xây dựng lên những bài toán về tổng hợp, phân tích, đánh giá, tức là những bài toán lớn sau này và mục đích chính gọi là cái chỗ big data mà nó cần đạt đến. Và chúng ta có thể xây dựng được rất nhiều những cái ứng dụng hữu ích trên cái nền tảng đấy. Một cái ví dụ có thể chúng ta đề cập đến ngay đây là cái cổng dịch vụ dữ liệu. Tức là cổng dịch vụ dữ liệu sẽ là một kênh để chúng ta chia sẻ dữ liệu đến các cái người dùng đầu cuối bằng nhiều nền tảng, ví dụ như là trên nền web, nền Zalo, những cái tin nhắn SMS. Tại Đà Nẵng, Viettel cũng là đơn vị tiên phong chủ lực trong tham gia chuyển đổi số một cách toàn diện ở nhiều lĩnh vực trọng điểm của xã hội. Điển hình là y tế, giáo dục, du lịch, công thương, nông nghiệp. Đến nay, Viettel đã tích hợp sâu vào các tiện ích chính quyền số, kinh tế số, qua đó tiếp cận được đại đa số khách hàng, phát triển hệ thống với hàng trăm nghìn điểm chấp nhận thanh toán, phủ hầu khắp các ngành hàng, từ thanh toán các dịch vụ lớn như điện nước, y tế, bảo hiểm, học phí, đến các cửa hàng nhỏ lẻ như tiệm tạp hóa, cắt tóc, chợ dân sinh. Viettel thì là một tập đoàn thì lớn thì đã kết nối được với tất cả các ứng dụng trên toàn quốc, đem lại cái nhiều cái tiện ích. Đặc biệt là dùng là không tiền mặt, là đó là một cái xu thế tất yếu để mà trở thành một cái công nghệ và đồng thời đồng hành cùng với cái mà thành phố Đà Nẵng cũng đưa ra, đó là thành phố thông minh. Bên cạnh những doanh nghiệp cung cấp nền tảng số, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đang nỗ lực ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hội nhập với nền kinh tế số. Thực tế, chuyển đổi số luôn là một bài toán không hề dễ dàng. Việc lựa chọn hướng đi, đào tạo nhân lực, đầu tư nguồn lực tài chính trong quá trình chuyển đổi số luôn đặt ra nhiều khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp. Nhưng để phát triển và hội nhập thì doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc, bởi chuyển đổi số là một xu thế tất yếu trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Phần lớn các doanh nghiệp thất bại là vì không có thiết kế tổ chức. Sau khi có đủ điều kiện cần là thiết kế tổ chức tốt, chúng ta bắt đầu chọn cái phương pháp để mà chuyển đổi số. Thì Dinko đặt ra mục tiêu là 3 giai đoạn. Và cái việc đầu tiên là phải thay đổi toàn bộ hệ thống hạ tầng. Và cách mà tôi nghĩ là rẻ tiền và thông minh nhất là chúng ta xè những cái hạ tầng mà những cái người khổng lồ trên thế giới đã build rồi. Ví dụ như là Microsoft, Google và ở Dinko chúng tôi chọn cái nền tảng là Microsoft Teams. Với nghị quyết 05 của Thành ủy và đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Đà Nẵng xác định chuyển đổi số là động lực mới và là chìa khóa để giải quyết điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới, cũng như để đạt được mục tiêu của nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị, tạo cơ hội để các doanh nghiệp công nghệ tiên phong dẫn dắt xây dựng và phát triển kinh tế số, hướng tới phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong hành trình chuyển đổi số.